tôi sẽ trình bày qua 4 phần và tôi cũng sẽ cố gắng rút ngắn cái thời gian của trình bày của tôi vì đây là nội dung cũng khá là kinh điển. Thứ nhất là về đặc điểm dịch tễ và của cái phản vệ, trước đây không nói về sốc phản vệ. Thứ hai là chẩn đoán về xử trí. Thứ ba là cập nhật về sử dụng adrenaline trong sốc phản vệ và hướng dẫn xử trí tại cơ sở. Thế như chúng ta biết là cái tỷ lệ mắc của cái phản vệ là rất là hiếm trong cộng đồng, bởi vì nó chỉ chiếm khoảng 1% trên 1 triệu dân thôi, tức là rất là hiếm. Như vậy thì những cái ca phản vệ thì thường là nó gây cho chúng ta một cái hoảng loạn, bởi vì thứ nhất là chúng ta không có cái điều kiện để tiếp xúc với cái xử trí những bệnh nhân đó, và không phải là chúng ta mà trên thế giới chúng ta sẽ thấy rằng sẽ rất là hiếm để một bác sĩ có thể gặp phản vệ. Tuy nhiên mà trong cộng đồng thì như thế, nhưng trong bệnh viện, đặc biệt những bệnh viện lớn thì chúng ta gặp thường xuyên. Ví dụ bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thời gian gần đây thì không tuần nào là không có cả, đúng không? Rất là nhiều, bởi vì chúng ta đang tiếp xúc với một cái môi trường là bệnh nhân rất là nặng, có nhất rất nhiều bệnh đồng mắc, và đôi khi các cái triệu chứng nó bị chồng lấp với nhau. Thứ hai là chúng ta cũng đang phải đối mặt với các cái thuốc men của chúng ta, đôi khi cũng không biết là thuốc như thế nào, đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta chưa biết là những cái thuốc đấy nó có thể là những yếu tố gây ra phản vệ hay không. Về tuổi mắc thì nó đây là một nghiên cứu nhỏ thôi, nhưng cho chúng ta thấy là bất kỳ lứa tuổi gì cũng đều có thể mắc sốc phản vệ. Về các nguyên nhân thì có rất nhiều loại, như là thuốc, như là thực phẩm, rồi các cái phụ gia cho vào trong các cái thực phẩm, rồi các cái nguyên nhân ở Việt Nam mình chúng ta có các cái nguyên nhân hay gặp như là các cái thuốc để cản quang, để làm chẩn đoán, hoặc là những cái các cái yếu tố đi từ các cái vi sinh vật, ví dụ như rắn cắn chúng ta gặp rất là nhiều, hoặc ong đốt gặp rất nhiều. Về các cái thuốc thì người ta chia theo mức độ là nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp. Thì trong phần này thì chúng tôi cũng sẽ gửi bài cho các bạn để chúng ta biết là liệt kê. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là có những cái thuốc mà nguy cơ nó chỉ trung bình và thấp, nhưng mà cái tỷ lệ sử dụng nó nhiều thì cái xác suất chúng ta sẽ gặp sẽ tăng lên. Về theo tuổi thì các nguyên nhân nó có thể giảm đi. Ví dụ như là các cái phản vệ mà do thức ăn ấy, thì bao giờ cũng sẽ nghiêng về các lứa tuổi nhỏ, và chắc là nhỏ thì ăn nhiều, đúng không ạ? Già thì chúng ta bắt đầu là kiêng khem, đâm ra là chúng ta đỡ bị các cái vấn đề liên quan đến phản vệ do thức ăn. Về chẩn đoán thì trong cái thông tư 51 là do chúng ta rất rõ ba cái bệnh cảnh lâm sàng. Bệnh cảnh lâm sàng thứ nhất là các triệu chứng xuất hiện trong vài giây đến vài phút, vài giờ ở da niêm mạc, và có ít nhất một trong hai triệu chứng. Một đó là triệu chứng hai cơ quan rất là quan trọng, đó là hô hấp và huyết áp, mà chính là tuần hoàn. Bệnh cảnh thứ hai là có ít nhất 2 trong 4 triệu chứng xuất hiện vài giây trong vài giờ khi tiếp xúc với yếu tố nghi ngờ. Đó là gồm có 4 cơ quan quan trọng, một là da, hai là hô hấp, ba là tuần hoàn và bốn là tiêu hóa. Bệnh cảnh thứ ba là bệnh cảnh với cái sự xuất hiện của tụt huyết áp trong vài giây đến vài giờ khi mà tiếp xúc với yếu tố nghi ngờ và trên bệnh nhân có tiền sử dị ứng, đó là tụt huyết áp. Như vậy cái bệnh cảnh cuối cùng là chỉ có tụt huyết áp thôi, và bệnh cảnh này rất là hay gặp trong bệnh viện và thường là chúng ta hay bị bỏ sót. Và tất cả các bệnh cảnh trên ấy không phải là do chúng ta nghĩ ra, mà nó đều dựa trên các hướng dẫn của các cái hội về dị ứng và lâm sàng ở trên thế giới. Và chúng ta đây là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể áp dụng ở tuyến cơ sở bằng cái hình ảnh trực quan thôi. Ở đây là họ cho cái hình ảnh rõ để cho chúng ta thấy là bị tổn thương da, rồi tổn thương về tuần hoàn, rồi hô hấp, tất cả cái thế rất là đơn giản để chúng ta có thể in ra và có thể treo lên trên tường của những cái trung tâm, cái phòng khám của chúng ta. Về thông tư 51 thì chúng ta đã nhấn mạnh là adrenaline là một cái thuốc mà rất là quan trọng và chúng ta cần phải tiêm bắp. Đấy, thì đấy là một những điểm mà trước đây chúng ta rất khác với trước đây, và cho phép là không phải là những là bác sĩ phải chỉ định, mà có thể y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có thể chỉ định. Bởi vì chúng ta sẽ gặp ở Bạch Mai có những trường hợp mà kỹ thuật viên đã tham gia vào cấp cứu phản vệ và hiệu quả nó rất tốt, bởi vì họ là cái người vừa tiêm thuốc xong đó. Đối với những tiền người có tiền sử mà đã dị ứng rồi thì người ta sử dụng các loại chế phẩm adrenaline mà nó có sẵn, đóng sẵn ấy, thì thế giới nó có rất nhiều cái chế phẩm mà chúng ta thì chưa có cái điều kiện để nhập các chế phẩm đó vì cái giá thành nó rất là đắt. Nhưng mà cái việc sử dụng các chế phẩm có sẵn cũng rất là tốt cho những cộng đồng. Thì tôi nghĩ đấy, đối với các cái tuyến thì việc mà có các chế phẩm đó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong xử trí các bệnh nhân phản vệ. Về nguyên tắc xử trí thì chúng ta phải có mấy nguyên tắc rất là quan trọng, đó là sớm, khẩn cấp, kịp thời, ngay tại chỗ, và phải theo dõi liên tục trong vòng 24 giờ đầu. Đấy thì những cái đấy là nguyên tắc rất quan trọng chúng ta phải quán triệt, đúng không ạ? Bởi vì cái đó phải thể hiện trong cái tinh thần của chúng ta để khi chúng ta xử lý bệnh nhân. Nhưng đồng thời cũng thể hiện cho chúng ta là trong bệnh án chúng ta phải có những cái để bộc lộ rõ được các cái điểm về nguyên tắc xử lý, đúng không ạ? Về xử trí theo mức độ thì nếu mà bệnh nhân có mức độ phản vệ nhẹ, độ 1 ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng corticoid và kháng histamine và theo dõi 24 giờ.
Nếu mức độ 2 và 3 thì chúng ta phải ngừng tiếp xúc ngay với cái yếu tố dị nguyên và chúng ta phải tiêm hoặc truyền alin và chúng ta cho bệnh nhân nằm đầu thấp, nghiêng sang trái để có an toàn và cho thở oxy. Về nếu như tình trạng bệnh nhân có ngừng tuần hoàn và ngừng hô hấp thì chúng ta phải hỗ trợ ngừng hô hấp và đặt nội quản ngay. Đôi khi có bệnh nhân phản vệ vào vì tình trạng là bệnh nhân co thắt rất là nhiều và phù nề đường hô hấp trên thì đôi khi mở khí quản cũng là một biện pháp. Chính vì lý do như vậy thì những cái trung tâm lớn thì có cái điều kiện là người ta có bộ mở khí quản cấp cứu, nhưng trung tâm mà nhỏ hơn thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc về những cái việc mà xử lý các cái bộ mở khí quản đó, hoặc là các cái bác sĩ cũng có cái thể được đào tạo về vấn đề mở khí quản cũng rất là tốt trong những trường hợp mà chúng ta xử lý với phản vệ. Về các thuốc điều trị phản vệ thì đây là cái thống kê tổng số thuốc, nhưng mà chúng ta biết là cái thuốc ví dụ epinephrine chẳng hạn chỉ có 17% số trường hợp phải sử dụng thôi, không nhiều lắm, đúng không ạ? Thì đây là một cái mà mặc dù là chúng ta đa phần là chúng ta gặp những cái phản vệ nhẹ thôi, nhưng mà khi mà gặp cái phản vệ nhẹ mà chúng ta không cảnh giác nó tiến triển nặng hơn thì nguy cơ của nó rất cao, đúng không ạ? Về alin là một cái thuốc chống phản vệ thì chúng ta biết đây là một thuốc rất là mạnh, có kích thích của beta và alpha rất mạnh, nó gây co mạch và tăng huyết áp, nó tăng cái tính co bóp của cơ tim, nó giảm phù nề của đường hô hấp. Như vậy đôi khi chúng tôi sử dụng cho những bệnh nhân bị hen phế quản dùng alin cũng rất tốt. Về chỉ định thì chúng ta phải có hai cái chỉ định rất quan trọng alin, đó là chỉ định cho ngừng tuần hoàn, cấp cứu và cấp cứu phản vệ. Và như chúng ta đã biết là cái cơ chế bệnh sinh nó rất là rõ của phản vệ, do đó mà cái vai trò alin là rất là quan trọng. Ở đây là cái bảng liệt kê những cái vai trò của alin trên bệnh nhân phản vệ. Và cái liều lượng chúng ta cũng có trong thông tư 51, về thời gian chúng tôi cũng không phân tích nhiều về liều lượng, cái này rất là rõ rồi, không có gì phải bàn cãi, ở các tuyến nào chúng ta có thể sử dụng được. Và nếu như bệnh nhân mà khi mà chúng ta tiêm bắp mà không có hiệu quả sau 3-5 phút thì chúng ta có thể dùng truyền tĩnh mạch. Nhưng mà khi truyền tĩnh mạch chúng ta phải pha loãng, đây là nguyên tắc trong tất cả các hướng dẫn, chứ không được truyền tiêm tĩnh mạch nguyên chất. Thì đấy là những cái mà lưu ý trong cái phác đồ. Và nếu như chúng ta sử dụng đường tĩnh mạch thì pha loãng ra và sử dụng bơm tiên điện ở máy truyền dịch với liều là 0.1 mg/kg trong 1 phút. Thì đây là cái liều mà thường là được khuyến cáo sử dụng. Và khi mà chúng ta sử dụng như thế thì tùy theo điều kiện, nếu chúng ta có được cái máy truyền dịch bơm tiên điện thì rất là tốt, chuẩn nhất. Còn nếu không chúng ta có thể đường truyền liên tục. Các cái bơm alin mà hoặc là epinephrine tự động thì trên thế giới có rất nhiều, và họ cũng có những cái hướng dẫn cụ thể. Thì thường những cái bệnh nhân nước ngoài mà ở Việt Nam ấy, khi mà họ bị phản vệ họ vào với những phòng khám quốc tế thì bao giờ khi ra viện chúng ta phải kê cái thuốc này cho họ. Thì đây tôi kỳ vọng là trong tương lai chúng ta có thể làm một động tác tương tự như vậy đối với bệnh nhân Việt Nam của chúng ta. Về alin về trong phản vệ thì trong thuốc thì chúng ta phải chú ý là nó phải có những cái biến chứng và quá liều sẽ rất là nguy hiểm đối với bệnh nhân. Đây là một cái nghiên cứu cho chúng ta thấy là so sánh giữa việc mà tiêm bắp, việc tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch, tiêm dưới da và truyền tĩnh mạch, thì chúng ta thấy là cái nhóm mà truyền tĩnh mạch ấy, là nhóm có nhiều các biến chứng về nhịp về tim mạch nhất. Đó là lý do tại sao là những cái bệnh nhân tim khó, tiền sử tim mạch hoặc là bệnh nhân lớn tuổi nguy cơ cao thì chúng ta phải rất là thận trọng khi chúng ta truyền hoặc tiêm alin. Đối với người lớn tuổi thì điều đó còn thể hiện rõ hơn nữa. Đây là một cái nghiên cứu mà trên cái người lớn tuổi mà tiêm epinephrine và cái người trẻ thì rõ ràng đến người lớn tuổi các cái nguy cơ xuất hiện các cái rối loạn nhịp tim cũng tăng lên rất là nhiều. Và gần đây thì có rất nhiều nghiên cứu nói về cái câu chuyện là chúng ta có thể sử dụng cái viên mà để đặt giữa lưỡi của cái cho bệnh nhân nhi khoa, bởi vì những trẻ nhi thì họ rất khó dung nạp với các cái thuốc tiêm. Thì đây là một cái nghiên cứu cho ta thấy là so sánh giữa cái nhóm mà người ta sử dụng EP30 và placebo thì thấy là hiệu quả của nó với cái dạng đặt dưới lưỡi cũng rất là tốt, hiệu quả về đáp ứng sau 60 phút rất là tốt. Như vậy thực ra đây là một cái hứa hẹn rất là tốt cho tương lai chúng ta có thể sử dụng cho những bệnh nhân nhi khoa của chúng ta. Về mặt phác đồ thì chúng ta biết đây là cái phác đồ của theo thông tư 51 của Bộ Y tế, cũng chia cho chúng ta rõ các cái mức tổn thương của bệnh nhân, mức độ nặng của bệnh nhân và các cái điều trị như tôi đã trình bày ở trên. Và các cái nghiên cứu ở trên thế giới cũng như là các cái hướng dẫn của các hội trên thế giới, như cụ thể đây là một cái hướng dẫn của ICON về sốc phản vệ, thì họ cũng đã đưa ra hướng dẫn rất là rõ trong những trường hợp, xin lỗi các bạn hơi mờ một tí, tức là ở các cái trường hợp là sau khi bệnh nhân phản vệ theo cái hướng dẫn đó thì nhìn chung chúng ta có thể áp dụng vào trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta. Ở đây họ nói rất rõ cho chúng ta biết cái cách quản lý bệnh nhân như nào, cách khám xét bệnh nhân ra sao, dự phòng ra sao và ở các cái mức độ và theo dõi của bệnh nhân như nào. Và đặc biệt là họ còn chia rõ cho chúng ta biết là các cái nước phát triển và nước kém phát triển
thì chúng ta có thể sử dụng những nguồn lực như nào để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Như vậy đây là một trong những cái tài liệu mà tôi nghĩ là rất là tốt để cho chúng ta có thể tham khảo được. Và các bạn có trong cái bài trình bày của tôi thì các bạn có thể sử dụng cái thông tin đó để chúng ta vào mạng và download cái phần cái bài của họ. Để kết luận thì phản vệ là một cái cấp cứu nội khoa, và đôi khi có những cái đó được gọi là các cái biến cố, cái sự cố y khoa trầm trọng, và nó gây ra những cái hậu quả rất là khó lường đối với chúng ta. Do đó mà chúng ta phải tiếp cận điều trị theo quy trình cũng đã được chứng minh hiệu quả điều trị, tức là chúng ta điều trị theo protocol ấy. Thì đó là cái mà quy trình chúng ta như là thông tư 51 đã đưa ra là rất là quan trọng. Và adrenaline là cái thuốc mà được điều trị phản vệ, tuy nhiên thì sử dụng nó trên người lớn tuổi, trẻ con hoặc là những bệnh nhân có bệnh đồng mắc thì chúng ta phải rất là lưu ý, bởi vì nó có thể gây ra các cái vấn đề liên quan đến tác dụng phụ trên tim mạch. Và cần phải có cái hướng dẫn, phải chú ý tập trung xử trí ở tuyến đầu, tuân thủ hướng dẫn, đó là chìa khóa của thành công. Bởi vì chúng ta biết rồi, nếu mà chúng ta điều trị sớm, chúng ta tích cực thì có thể là cải thiện được các cái triệu chứng bệnh nhân rất là sớm. Tôi xin hết cái bài trình bày thứ hai. Vâng, xin cảm ơn bài trình bày về xử trí sốc phản vệ tại tuyến cơ sở của tiến sĩ bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn. Có lẽ qua bài trình bày này chúng ta cũng nắm được, đúng không ạ? Đây là một cái sự thay đổi khá là lớn về mặt phân loại. Trước kia khi mà nói đến sốc phản vệ, chúng ta chỉ nói đến một từ, đó là sốc phản vệ. Nhưng bây giờ khi mà người ta nói đến cái tình trạng này, người ta nói đến gọi là từ phản vệ, gồm có 4 mức độ, và cái mức độ nặng nhất thì được gọi là sốc phản vệ. Và qua bài trình bày này chúng ta cũng thấy vai trò của adrenaline cũng như là các cái tác dụng của adrenaline đối với cả điều trị bệnh nhân sốc phản vệ như thế nào. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, và xin thầy ở lại một chút, hình như có lẽ có 1-2 bạn có câu hỏi gì đó, có lẽ chúng ta sẽ dành thời gian cho một câu hỏi. Xin mời. Thưa thầy, thầy cho em xin hỏi một trường hợp như này. Ở tuyến tỉnh có một cái bệnh nhân bị phản vệ, giai đoạn đầu thì huyết áp nó tăng lên tự nhiên là rất dữ dội. Thầy có điện cho thầy Bình, bảo có được dùng adrenaline không, thì thầy bảo cứ dùng. Thế và sau đó dùng thì bệnh nhân huyết áp của bệnh nhân lên 200. Nhưng mà sau đó là dùng adrenaline lại về bình thường, nó trái ngược vậy. Thì cái điều này là ngẫu nhiên hay là nó có cơ sở khoa học? Thưa thầy, ông muốn hỏi thế. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ. Bởi vì là câu hỏi này tôi cũng bị hỏi nhiều lần rồi. Tức là hình như là đất nước của chúng ta có một bệnh nhân, nhưng mà mọi người cứ đưa nó thành quy luật ấy. Tức là một bệnh nhân mà tự nhiên vào lại vì tăng huyết áp và có dấu hiệu của phản vệ, và mọi người nghĩ rằng thấy tăng huyết áp mà dùng adrenaline thì rất là nguy hiểm. Do đó có đặt ra vấn đề hay không? Về nguyên tắc là gì ạ? Trong cái phác đồ phản vệ thì chúng ta biết là nếu mà tăng huyết áp thì nó có đúng vào cái mức độ phản vệ nặng không ạ? Chúng ta xem có đúng không ạ? Ví dụ như triệu chứng da với triệu chứng tăng huyết áp thì không có phù hợp, đúng không ạ? Vì không có cái thuật ngữ nào nói rằng là bệnh nhân phản vệ thì lại tăng huyết áp. Và cái tiêu chí đấy là tiêu chí không quan trọng. Với tiêu chí quan trọng hơn, chúng ta phải quan sát trên bệnh nhân đó. Có thể tiêu chí quan trọng nó đe dọa chính là hô hấp. Bệnh nhân nó có thể là hô hấp. Ví dụ như bệnh nhân đó biểu hiện là tình trạng khó thở, co thắt. Thì đấy là một trong cái tiêu chí nặng, chứ không phải tiêu chí tăng huyết áp. Chúng ta lại đang bị quá là tập trung vào vấn đề huyết áp. Nếu như là tiêu chí đó là gì? Bệnh nhân khó thở, đang co thắt, thì cái tăng huyết áp, tăng huyết áp phản ứng có thể đấy là biểu hiện chỉ có đơn thuần là trên hô hấp của bệnh nhân. Thì như vậy thì nếu chúng ta đủ tiêu chuẩn ở mức độ 2 và độ 3 thì như vậy là chỉ định adrenaline là có thể chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta phải rất thận trọng trong trường hợp đó, bởi vì cái lý do chúng ta biết là đôi khi chúng tôi có thể rất nhiều cách khác. Ví dụ chúng tôi có thể làm giảm cái co thắt đó đi bằng cách là dùng cái thuốc chống co thắt chẳng hạn. Đấy thì nó có thể là giải quyết được vấn đề về cái tụt hệ giảm huyết áp được hay tức là điều hòa được huyết áp hay không, thì trong trường hợp đó chúng ta không rõ, không có cái bệnh nhân cụ thể để chúng ta nói, mà đa phần là chúng ta chỉ tập trung vào quá nhiều về cái huyết áp và dùng adrenaline, thì tôi nghĩ đấy là không phù hợp, cái cách tiếp cận đấy là không phù hợp. Và không ai nói rằng là nếu bệnh nhân đang tăng huyết áp đến 200 mà chúng ta cho adrenaline mà chúng ta gọi dám cho cả. Bởi vì hiện nay thì thường là các bạn thấy là đôi khi chúng ta dùng gọi là nhiều khi chúng ta lại quá mức. Ví dụ như adrenaline là một cái thuốc dùng quá mức. Ví dụ có rất nhiều trường hợp bệnh nhân ngừng tim, chúng ta dùng rất nhiều adrenaline chạy thành dòng và chúng ta nghĩ rằng thế là tốt. Không đúng. Cái gì nó phải đúng phác đồ. Ví dụ đúng phác đồ là trong vòng 30 phút cấp cứu thì anh chỉ được tiêm 6 ống adrenaline thôi. Đến 6 đến chục ống là cùng, đây có những người tiêm hàng trăm ống. Thì nghĩ rằng 100 ống thế là hay, không phải. Và adrenaline trong trường hợp sốc phản vệ cũng tương tự như vậy. Tức là chúng ta đôi khi chúng ta cho quá mức cái khả năng đó vì chúng ta quá sợ. Chúng ta còn sợ hơn cả bệnh nhân. Tăng huyết áp của chúng ta lúc đó là 280 thì tôi nghĩ là phải tiêm cho chúng ta trước. Không đến mức độ như thế đó. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi cũng như câu trả lời của tiến sĩ bác sĩ Sơn.
Như vậy là rõ ràng ở đây trên lâm sàng chúng ta phải đánh giá xem đâu là triệu chứng nguy hiểm của bệnh nhân, triệu chứng nào đe dọa tính mạng, chứ thực ra con số huyết áp thì nó không phải là một cái tiêu chí đầu tiên chúng ta đưa ra để đánh giá cho bệnh nhân trong những trường hợp bệnh nhân có phản vệ. Vâng, thế vâng ạ, xin mời câu hỏi của chị. Có lẽ sau câu hỏi này ta sẽ dừng lại để bài báo cáo tiếp theo. Vâng, thưa thầy, em có hai câu hỏi muốn nhờ thầy chia sẻ. Thứ nhất là đối với xử trí phản vệ với thuốc cản quang có nhóm gadolinium ạ, thì không biết là có khác gì với lại cái phác đồ thường không ạ? Và câu hỏi thứ hai là đối với phản vệ với thuốc tê, thuốc mê mà có chỉ định dùng cả nhũ dịch lipid thì không biết là mình có dùng thêm A nữa không ạ? Và cái dùng A nó có khác gì với lại cái phác đồ chung không ạ? Dạ, em xin hết, em xin cảm ơn thầy ạ. Hai câu hỏi của bạn đều là hai câu hỏi khó hết. Tức là chúng ta thảo luận rất nhiều về thuốc cản quang rồi. Khi mà chúng ta sử dụng các thuốc cản quang hiện nay thì cái cơ chế phản vệ mà chúng tôi quan sát được thì nó không giống như cái phản vệ thông thường. Tức là nó không có triệu, đôi khi nó chẳng có triệu chứng da và nó khó thở, tụt huyết áp ngay lập tức. Thì về trong trường hợp đó là chúng ta bắt buộc là phải dùng theo phác đồ là chúng ta phải dùng alin, không có cách nào khác, đúng không ạ? Như vậy thì thực ra cái phác đồ không có cái tách riêng đối với cái phản vệ, nhưng mà trong cái thông tư là chúng ta tách riêng một mục để là chúng ta bao phủ được cái cho tất cả các đối tượng. Ví dụ trong hội đồng là sẽ có anh X quang thì anh sẽ chuyên về vấn đề đó, nên anh viết hẳn cái mục về liên quan chuyện đó, nên trong thông tư chúng ta có cái phần đó thật. Phần thứ hai liên quan đến cái thuốc tê và thuốc mê thì vẫn là tranh cãi vô cùng nhiều, bởi vì cái vấn đề ở chỗ là cái đấy là ngộ độc quá liều hay là đấy là một cái phản ứng phản vệ, thì hiện nay chúng ta chưa có cái hồi kết. Và rất nhiều trường hợp bệnh nhân của chúng ta thì cứ đổ cho phản vệ hiện nay là dễ nhất, bởi vì ngộ độc là chứng tỏ liên quan đến thầy thuốc rồi, chỉ định liều thuốc các thứ rồi. Cho nên ra là về mặt chính thức thì chúng ta vẫn sử dụng đây là hình thức phản vệ, nhưng mà thực tế ra đôi khi đó là một cái trường hợp mà bệnh nhân quá liều thật, thì trong trường hợp đó thì chúng ta bắt buộc là phải dùng chúng ta dùng đối kháng như là bạn nói đấy, tức là chúng ta sử dụng nhũ dịch lipid. Và sau đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo được tuần hoàn và hô hấp. Thì cái thuốc alin là cái thuốc để duy trì như vậy. Thì rõ ràng phác đồ không có gì thay đổi, nhưng mà chúng ta dùng thêm thôi.